nằm đi, duỗi cao hông chân, nghiêng người chân chung cổ tay xuống, căng cổ, nếu chưa căng thì ngửa sâu cũng không xuống. Hạ chung cổ tay, cúp cái hông bên trái xuống, nghiêng người sang bên phải, không phải nghiêng về phía trước phần, ngửa lưng hông thân nghiêng sang phải, chung cổ tay xuống. Úp hông xuống nào, úp cái hông của mình xuống nào, cố gắng úp cái hông xuống nào, ép cái đùi xuống. Hít vào là nước phình căng bụng nền, cảm nhận sự căng thẳng ở toàn bộ bên sườn bên trái, có cả phía bên trái. Đang được kích vào, tay vào đầu. Thở ra, thở hít đẩy đi ra. Rồi hai tay vươn dài ở phía trước, chán chạm xuống phía sau. Thở ra, thở hết, đẩy ra, rồi chống hai tay.